Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Cô ấy cười rất dễ thương. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời bạn, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào Kiệt Cát Tường và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1982, quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là kỹ sư điện, nhưng mà hiện tại thì em đang kinh doanh về bất động sản. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, em 28 tuổi, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Mình đang làm công việc gì em? Em làm thư ký cho công ty thuốc bảo vệ thực vật. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay quên chị. Cũng hay nóng tính, hay giận lắm. Nhưng mà em giận mà em cũng mau quên chị. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Em thì hiền, ít nói. Việc nhà thì em có thể làm được tất cả công việc trong nhà. Từ dọn dẹp tới điện nước, xây dựng, rồi sắt thép. Em có thể làm được toàn bộ. Vậy giỏi rồi, có khuyết điểm gì không? Em thì không có lãng mạn, với lại em không có ăn uống ở bên ngoài. Lý do là từ nhỏ thì em ăn uống ở trong nhà riết nó thành một cái thói quen. Cái này không phải là em kỹ tính nhưng mà nó thành cái thói quen. Không gì cũng tốt chứ. Dạ. Ăn uống nhà vệ sinh an toàn thực phẩm nó đảm bảo. Rồi đi làm là đem cơm bới cơm theo ăn luôn hả em hay sao? Dạ khi em làm ở công ty thì em có đem cơm theo chị. Đi đám tiệc rồi đi chơi du lịch cũng sao? Cơm theo luôn. Khách sao thì mình phải vậy chị. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình đi ha. Bạn trải qua mấy mối tình trên con đường đời mình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Có yêu đơn phương chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Ủa, mãi bạn nói bạn sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 82 chị. Có cảm giác với cô gái nào không? Dạ chưa. Hả? Có cảm giác với anh nào không? Dạ không chị ơi. Tại vì nó cũng có nguyên nhân anh. Lúc em còn đi học thì thầy cô thì cứ kêu là cố gắng học đi con, hủ xạ tự nhiên hương. Rồi tới khi mà em đi làm thì cái môi trường của em là em là làm điện công nghiệp, thành ra là ít có con gái. Được. Rồi thứ hai là cái bản tính của em là em lại làm xong công việc hoặc giải quyết xong công việc là em chạy thẳng về nhà. Rồi. Em không có la cà ở ngoài đường. Rồi tôi hỏi bạn câu này nữa nha. Bạn có coi phim tình cảm không? Dạ có anh. Có khi nào bạn thấy trên phim hung chưa? Dạ có anh. Lúc đó thì bạn cảm giác người nó làm sao? Dạ mình cũng có cái cảm giác tim mình đập nhanh anh. Mắt mở to ra để mình quan sát. Trời ơi là trời. Đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt. Nghe chia sẻ của bạn trai bên đó thì em có cảm nhận như thế nào? Suy nghĩ gì không? Em thấy cũng lạ lạ, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có cuộc tình nào hết. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi, chững chạc, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm lo gia đình chị. Nghe nãy giờ thì có vẻ là được những cái tiêu chuẩn của em thì được. Nhưng mà giả tỷ mình lấy nhau về nhưng mà ảnh chưa có một cái gọi là cái kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương hết, thì ảnh không biết làm gì hết, thì em có ngại không? Không, cái đó để em chỉ ảnh. Thôi vậy được. Em có điều gì không thích ở người bạn trai không? Hói đầu, rồi gia trưởng, rồi nhậu nhẹt bê tha chị. Em có nhậu không? Em có biệt danh là thầy tu á chị ơi, là do em không có tứ đổ tường. Thấy cũng hơi ngộ rồi đó. Chúc nghe cô này kiểm tra coi sao. Ôi trời, em gái xinh quá, anh đến hiền lắm, nhưng nãy giờ nghe nói có vẻ anh không thích con gái luôn á. Hy vọng lần mở màn lên anh thích em thì thấy là tụi anh vui rồi. Giờ hồi hộp không? Hồi hộp, chờ đợi. Anh không thấy anh hồi hộp gì chứ. Anh bị đâu? Nãy giờ anh ngồi anh im ru à. Dạ. Không mà em dễ thương đó, anh tin rằng anh sẽ nhìn em, anh sẽ có bản lĩnh đàn ông hơn. Không, tôi nghi ngờ ông này quá à. Tôi lo quá. Dạ, chào chị. Đó. Đó giờ em có thấy người phụ nữ nào xinh đẹp chưa? Dạ có chị. Ai? Dạ trước mặt em. Được. Được. Cũng lanh lẹ mà, đâu có hiền gì đâu. Sức khỏe anh trong người, tim gan phèo phổi tốt hết không? Dạ em đều tốt hết chị. Có thể hít đất được vài cái không? Dạ được chục cái chị. Làm thử đi. Dạ. Không phải làm khó anh đâu, ai biểu anh có cảm xúc. Chất lượng. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngon lành.
ngon lành. Kỳ lạ thế, vậy mà không có cô nào cua anh hết trơn người ta. Ai có cô gái nào cua anh đâu? Dạ nhiều lắm anh. Nhiều hả? Không có cảm xúc luôn hả? Ở sớm em thì nhắn tin vô điện thoại em. Nhắn sao? Anh có thể làm bạn làm quen với em được không? Rồi trả lời sao? Dạ em vui lắm anh. Nhưng mà kèm theo cái câu cuối cùng của cổ là nếu mà anh mà không có trả lời đó là em tối nay em ném đá vô nhà anh. Hả? Cuối cùng anh có trả lời không? Cô này cá tính quá nên em cũng sợ. Mình không biết kiểm tra anh cái gì. Nãy giờ kiểm tra hết rồi, nói chung là an toàn. Anh không có bị cái gì mà tại sao lại vậy? Mẫu người lý tưởng của anh muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn gái là phụ nữ truyền thống chút chị. Cao trên 1m6, dễ thương một chút. Rồi dáng thì gầy, gầy một chút này. Có mẫu người lý tưởng có do hình tượng giống ai không? Dạ mẹ em thì là hình tượng của em. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, mình cũng không biết chê chỗ nào, tại chỗ nào cũng được hết trơn. Thiệt, anh này được quá đi chứ. Bởi vì tôi mới không biết là tim gan phèo phổi có bộ phận nào lục phủ ngũ tạng mà nó không ổn định, ảnh hưởng đến cái vấn đề cái xúc giác của cái dây thần kinh gọi là. Trời ơi, làm gì vậy trời. Thì tôi lo lắng quá. Bảo đảm rồi đó. Nào giờ có nắm tay bạn gái nào chưa? Có bạn gái thì chủ động nắm tay em thì có. Rồi lúc bạn gái nắm tay mình trong người mình cảm thấy sao? Cũng hồi hộp lắm chị, cũng vui. Mạnh mẽ lên nha. Không, nhiều khi chắc anh nhát thôi. Nha. Dạ. Rồi thôi chuẩn me rồi đó, yên tâm đi được rồi. Yên tâm sao được, tới mặt bả nào hoang mang muốn chết luôn mà kêu yên tâm trời. Không có dính vô một cái điểm nào của em chê hết. Đó là bên ngoài, bên trong chị không biết. Thôi bây giờ mình gặp người thân coi họ góp ý thế nào nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn, nhà anh trai em. Anh ruột hả em? Trai hả? Dạ anh họ. Anh họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn Nam có thể cho mình hỏi vài câu hả? Dạ. Sở thích của bạn là gì bạn trai? Tại vì cái khoảng thời gian mà mình đi làm rồi mình về nhà rồi những cái khác, ví dụ như những thời gian khác với mình chơi game hay là xem phim, rồi khi về nhà mình làm cái gì? Em thì ở nhà em nuôi chó, mèo, cá, rồi em chăm sóc con hoa lan. Rảnh thì em sẽ tập thể thao. Bạn chơi được nhiều môn thể thao không? Em chơi được cũng nhiều anh. Chơi em có học võ, bơi lội, bóng chuyền. Có chơi banh đũa không? Dạ không. 36 tuổi rồi ha, nhưng mà bạn chưa có một cái mối tình nào hết. Không biết là bạn chờ đợi cái mẫu người con gái, không biết bạn có lý tưởng quá cái người con gái mà mình sẽ quen hay không. Tại vì cái này cũng môi trường, em cũng chưa có tiếp xúc được nhiều cô gái. Với lại khi em tiếp xúc thì những cô gái nó tính cách quá mạnh mẽ. Ví dụ như đòi chọi đá vô nhà em thì em sợ rồi. Rồi ha, vì nhận xét cái bạn này thì bạn này mà rõ ràng là trẻ hơn so với cái độ tuổi rất là nhiều ha, rất là hiền. Thấy là bạn cũng có nhiều cái ưu điểm hơn ha, xong mà cũng thấy bạn sẽ hơi kỹ tính đó ha, có thể là sẽ hơi khó một chút ha. Sau một hồi anh chất vấn, anh đưa ra một cái kết luận chính xác. Bạn trai, dạ, em có đi em, ai không? Em đi ba thế hệ luôn chị ơi. Có mẹ với chị với cháu. Dạ, xin chào chú Huyền Linh, xin chào cô Cát Tường. Dạ. Tôi thì mẹ của cháu Hoài Vũ. Cháu ở với tôi từ bé tới giờ, không có ở bên cạnh cha. Tôi thì cũng nghiêm khắc. Bạn bè của tôi thì cũng dẫn con tới, nhưng mà cháu nó chưa có hợp ý. Mà anh khó lắm hả cô? Cháu nó thích cái mẫu người phụ nữ là truyền thống. Còn dạ, các cô thì có xăm mình đó. Dạ. Với lại nhuộm tóc đồ nhiều màu đó, hai ba màu đó. Theo cảm nhận cô thì cô bên kia có hợp cô đi. Nhận xét cô bạn gái bên tôi này. Tôi nhận xét thì cô gái này cũng rất là dễ thương. Dạ. Nhưng chỉ mong là hai đứa có hợp tính hợp ý với nhau không, do hai đứa quyết định. Dạ. Dạ. Vậy chứ là tôi... anh thu ảnh thôi chứ cô không có đặt cái áp dạ, lực không, cho không, ảnh hết. Không có áp lực gì hết. Dạ. Dạ. Con gái tới nhà ở cả ngày theo chọc ghẹo nó cũng nói ăn gì nó hiền lắm. Mà ghẹo nó quá nó sợ, đừng ghẹo nó thì nó ít sợ, ghẹo nó quá nó sợ nó trốn lên lầu luôn. Trời ơi. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ quan trọng là mở màn lên xem hai bên có cảm xúc gì với nhau hay không. Kéo màn. Cố lên, nắm bắt cơ hội của mình nha. Xin mời. Chưa Phan. Thấy anh sao? Tướng cao ráo ha. Hồi hộp không em? Dạ hồi hộp. Hồi hộp được rồi đó. Có hồi hộp được, em tưởng tượng cô gái bên kia như ông thế nào. Ông đã thiếu nam tính rồi mà anh còn làm giống như là dễ thương. Dễ thương hả? Dạ đẹp. Đẹp thiệt mà, dễ thương thiệt mà. Nào. Dạ. Anh có muốn quà thử? Nếu em với anh mà có duyên nợ nhau, anh sẽ chính tay anh sẽ chế tác thành mặt dây chuyền để tặng em. Dạ cảm ơn. Thế cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ đây là một viên đá quý. À bây giờ tặng cái viên đá thôi. Dạ. Còn thành nhé với nhau thì mới làm tặng sợi dây chuyền. Dạ.
Em nhận xét về anh như thế nào? Anh có đủ những cái tiêu chí như em đặt ra hay không? Em thấy anh rất là trẻ. Trẻ so với tuổi. Anh thấy anh cũng hiền. Thì tình yêu á, thì phải hai người cùng bước, cùng nắm tay nhau đi qua bão giông, cùng thương nhau những ngày sóng gió, cùng ở cạnh nhau khi bất đồng gõ cửa, và không rời nhau đến cuối con đường. Trời ơi, dữ chứ bộ. Cũng nghiên cứu về tình yêu giống như bộ, đừng giỡn à. Em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh có nghĩ là nếu mà gặp những cái khó khăn á thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Chuyện khó khăn thì anh sẽ giải quyết nó từ từ. Tất cả những công việc đều có cái hướng để mà giải quyết hết. Thì mình sẽ, hôm nay mình không làm được thì ngày mai mình sẽ làm. Mà nếu mà mình có một người bạn thì mình có thể mình chia sẻ với họ, sẽ giảm bớt được cái áp lực của công việc. Em nghĩ là anh có một cái quan niệm về tình yêu rất là vững, nhưng mà tại sao mà anh không tìm được một người mình nghĩ? Có lẽ là cái tính cách của anh. Anh không giống như người khác. Anh thì anh giải quyết xong công việc là anh chạy thẳng về nhà. Anh không có giao du với lại bạn bè, hoặc là ra quán cà phê, hoặc là ăn nhậu chẳng hạn. Anh không có những chuyện đó. Thành ra là anh ít có tiếp xúc với lại đối tượng. Em thì thích bạn bè cuối tuần đó, họp mặt lại rồi cà phê rồi đó. Thì anh có sẵn sàng thay đổi không? Anh cũng có thể anh thay đổi. Rồi, ok, cảm ơn. Em thích cái cuộc sống mà nó sôi động không? Hay là em thích cái cuộc sống mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng? Em thích cuộc sống êm ả hơn anh. Em thích. Nếu mà chọn giữa gia đình với lại sự nghiệp và công việc thì em sẽ chọn cái nào? Em sẽ về gia đình hơn. Ví dụ như em có mâu thuẫn với lại gia đình của nhà trai, bạn trai của em, mà cái lý do đó thì em đúng, vậy thì em sẽ xử lý tình huống như thế nào? Cái đó thì em sẽ nói chuyện với anh để trao đổi với anh, và để cho khi nào mà có cơ hội để anh giải thích với gia đình. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Dạ được. Thỏa mãn chưa em? Dạ thỏa mãn rồi. Em cảm giác người con gái đối diện như thế nào? Cô ấy cười rất dễ thương anh. Nàng trao một nửa nụ cười mà ta mất cả một đời để quên. Trời. Mở miệng câu nào ra cũng toàn thơ với văn không à. Hồi nãy giờ hoàn toàn mà nghe lời nói với những hành động từ đó giờ nó đi ngược với những gì em nói ra hết trơn luôn á. Không nhận nó nha, ước mấy chục năm nay á là đọc không à, để sẵn rồi một bụng rồi à. Đúng đối tượng là bắt đầu mới tuôn ra. Không biết làm thơ không, thơ tình không? Dạ không anh. Biết hát không? Dạ không anh. Chứ mấy câu hồi nãy là ở đâu ra? Em đọc trên mạng đi. Có câu nào hay hơn, tình cảm hơn, ước ác hơn, ngôn tình hơn không? Cái câu này của anh. Anh thì không phải là người lãng mạn. Anh cũng không có đem tới cho em hoa hồng với kẹo ngọt, mà anh cũng không có những mỹ từ làm cho em say đắm. Nhưng anh tin rằng anh là người sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Câu này của em đúng không? Dạ. Em nghĩ là đủ rồi đó anh Linh. Hoài Vũ để tay vào nút bấm đi nào. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Wow. Thế là được rồi. Đây, cái hộp của bạn. Thôi, chúc hai bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình. Và hy vọng rằng cô sẽ báo tin chúng tôi thật sớm. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đến đó xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và đây, tặng cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống.